Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể anh chị và các bạn. Trong cái thời điểm cuối năm này thì anh chị và các bạn đã sắm Tết cũng như là đã chuẩn bị cho mình một cái không khí Tết chưa? Bên salon thì bên em thì vẫn đang tiếp tục bán ô tô để phục vụ cho anh chị và các bạn về đi Tết đấy ạ. Trong cái thời điểm cuối năm thì xe tất nhiên là nó sẽ không còn nhiều như những cái thời điểm tháng trước, nhưng mà cũng còn một số những cái mẫu xe giá rất hợp lý cho anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu cần mua một cái mẫu xe về đi gia đình cũng như là đi trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Và cái thời điểm này thì giá cực kỳ hợp lý cho anh chị cũng như là các bạn vào cái thời điểm cuối năm này anh chị nhé. Xin chào anh Thác Sài Gòn. Đấy. Xin chào anh chị cũng như các bạn đang xem video của em Dương Hải Dương. Thời điểm cuối năm thì chúc anh chị cũng như các bạn vào một cái năm cũ chuẩn bị trôi qua và năm mới rất nhiều là thành công và may mắn. Em Dương Cân Đối xin chào toàn thể anh chị. Đấy. Buổi cuối năm cũng như là buổi sáng ngày hôm nay thì em có phát trực tiếp cũng như là báo giảm giá cho anh chị các bạn một số những cái mẫu xe hiện tại có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn của bên em. Anh chị cũng như các bạn nào mà cần một cái mẫu xe về đi Tết với giá tiền cực kỳ hợp lý trong cái thời điểm cuối năm thì bên em vừa bán vừa có chương trình ưu đãi cực lớn cho anh chị và các bạn nhé anh chị nhé. Anh Nguyễn Ngọc Ánh xin chào anh nhá. Ra clip thực chất là cái thời điểm cuối năm này là hết kịch bản luôn, không còn kịch bản thì ra clip nữa luôn. Em hiện tại em xin chào 357 anh chị các bạn đang xem video của em Dương Hải Dương, hay gọi là em Dương Cân Đối, nhưng mà hôm nay hiện tại trong cái buổi livestream này thì em không cân đối và phát trực tiếp cho anh chị và các bạn luôn. Đấy. Cuối năm nào anh chị các bạn nào chưa có xe đi Tết không ạ? Đến salon của bên em nhé. Đấy, có giá cực yêu cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Cuối năm thì nó cũng vãn xe rồi, anh chị nhìn đây. Cuối năm thì bên em nó cũng vãn xe so với cái thời điểm trước rồi, nhưng còn một số cái mẫu xe. Nếu mà những anh chị các bạn nào quan tâm đến một số những cái dòng xe nào thì có thể alo trực tiếp cho em, hoặc là có nhu cầu sang đầu năm mà cần những dòng xe ô tô cũ thì bảo em Dương, em sẽ tư vấn cho anh chị các bạn để tìm được những cái mẫu xe hợp lý về cho anh chị cũng như là các bạn mua về đi gia đình nhé. Đến với bên em thì giá lúc nào cũng là rất là ok luôn. Đấy, không cần phải cân đối, cũng có giá ngon cho anh chị và các bạn luôn. Cân đối à? Lúc nào có lúc phải cân đối chứ, đi mua hàng mà nhiều lúc là mình cứ mua ngay là cũng là dở đấy. Phải là cân đối xem nó hợp lý thì mình mới mua mới xuống tiền chứ. Đây là điều đương nhiên nhỉ. Cái điều là điều đương nhiên rồi. Mình chưa mà mình còn phải cân nhắc là phải về cân đối, về hỏi vợ đã, chứ không thì sao quyết ngay được. Bạn Tuệ Mẫn à, vẫn đang cân đối à? Cân đối, cố gắng là cân đối nốt năm nay thôi, còn đâu sang năm mình không cân đối nữa. Sang năm là mình quyết là phải mua ngay cho nó nóng sốt. Cắt nỗ à? Có cắt nỗ đây. Nguyễn Thắng, cần con nào thì cứ alo cho mình. Cắt nỗ thì có hàng cắt nỗ cho bạn luôn, không thiếu gì cả. Hiện tại thì em đang thấy là 273 anh chị cũng như các bạn đang xem video của em Dương Cân Đối. Thì anh chị các bạn cho em xin một lượt chia sẻ để cho những khách hàng cũng như bạn bè có thể tiếp cận được video của bên em. Để ai có nhu cầu mua xe ô tô thì có thể liên hệ với em Dương. Số điện thoại của em là 0919662536. Em Dương Hải Dương, hay là người ta hay gọi là em Dương Cân Đối. Nhưng mà buổi phát này thì em sẽ không cân đối mà báo giảm giá luôn. Gọi là báo giảm giá luôn cho anh chị và các bạn luôn, khỏi phải cần cân đối anh chị nhá. Rất là nhiều xe đẹp. Ông đến với bên em Dương thì đa phần là xe cực kỳ hầm hố và cực kỳ gồ ghề, nhưng mà giá lại cực kỳ yêu thương luôn. Đấy. Mẹc B toàn xe sang thôi. Xe sang nhưng mà giá lại giá rẻ, chạy cực kỳ sướng luôn. Có bảo hành cam kết về chất lượng cho anh em luôn. Anh em khỏi phải nghĩ, không phải lăn tăn. Đây, trong đó anh em nhìn đây, salon thì nó cũng vãn xe rồi. Anh em nào thích chơi hàng gồ ghề như con xe này không ạ? Đấy. Con này là con Chiner nhập Carrara nhá. Chiner nhập Carrara, con này máy 2.7, hôm nọ là có con máy 3.5 thì bán rồi, còn con 2.7 thôi. Xin chào anh Nam nhá. Bắt đầu sang từ năm 2023 thì em không cân đối nữa, và mua nó là phải mua ngay. Cân đối nhiều quá thì không được rồi. Sang đầu năm 2023 là mua là phải mua luôn và không cân đối. Đấy, anh chị các bạn nào mà đến với salon của bên em thì sang đầu năm 2023 thì có mẫu xe nào đẹp thì ưng luôn nhá, cũng đừng cân đối là hơi lâu.
Đây em sẽ cho anh chị các bạn xem một số những cái mẫu xe mà có bán giảm giá trong cái thời điểm cuối năm tại salon ô tô số 1 Kinh Môn của bên em. Đấy, thì cuối năm thì nó anh chị thấy ạ, nó cũng đã vãn xe đi rất là nhiều rồi so với cái thời điểm kia. Mặc dù giá cái thời điểm cuối năm này thì rẻ hơn. Nếu mà anh chị đi tạm đi Tết đấy với cái tầm tiền hơn 100 triệu thì anh chị các bạn có thể là mua cái mẫu xe này này, Isuzu Chopper, một cái dòng xe hốc xăng. Phải nói cho anh chị các bạn, bởi con này nó là máy 3.5, là cái dòng xe tốn xăng chứ không phải là dòng xe ăn ít xăng đâu. Bên em thì đa phần là dòng xe tốn xăng nhiều. Chitner nhập Canada, con này nó cũng như khác, không khác Rolls Royce luôn. Đấy. Nhưng mà dòng này thì chạy thì cực kỳ sướng, form dáng đẹp. Anh chị nhìn mà có hơn 390 triệu cho cái mẫu xe này thôi. Chitner nhập khẩu Canada, sản xuất năm 2007 và con này nó là bản 2.7, form dáng đẹp, máy gầm chất, giá thì cực kỳ yêu thương cho anh chị các bạn. Đấy, anh chị nhìn đây ạ. Có 390 triệu bằng một con Kia Morning thôi, thì nếu mà đi cái dòng xe này, nếu anh chị các bạn là mà chạy xe hoa thì cực kỳ đẳng cấp luôn. Nói thật với anh chị các bạn là chạy xe hoa thì cực kỳ đẳng cấp luôn đây. Đấy. Hầm hố, form dáng hầm hố thôi. 390 triệu cho mẫu xe Chitner này này, anh chị nhìn đây ạ. Giá này thì khá là yêu thương rồi. Đấy, trong cái thời điểm cuối năm này mà cần một cái mẫu xe về bố vợ đi, con này nó là đẳng cấp luôn. Bố vợ tưởng là con rể làm ở bên cấp cao nào mới có xe Rolls Royce đi, con này thì nó lại là Chitner không phải là Rolls Royce đâu. Đây, nội thất con này thì cực kỳ rộng. 390 triệu cho cái mẫu xe Chitner nhập khẩu nguyên chiếc Canada, sản xuất năm 2007. Con này thì nó là động cơ máy xăng 2.7, chạy dẫn động cầu sau, chạy cực kỳ ok luôn, vô lăng tích hợp, màn hình đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Hiện tại em thấy đang thấy 228, 230 anh chị các bạn đang xem video của em Dương Cân Đối. Em xin phép cho anh chị các bạn là mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ để khách hàng cũng như là bạn bè có thể tiếp cận được video của bên em. Bởi vì có thể ai có nhu cầu mua xe của bên em thì có thể tiếp cận được video của bên em. Rất nhiều dòng xe đẹp. Rất là cảm ơn anh chị và các bạn. Đấy. Mẫu xe Chitner nhập khẩu nguyên chiếc Canada, sản xuất năm 2007. Giá chỉ có 390 triệu cho mẫu xe này thôi. Các anh chị các bạn nào có quan tâm đến dòng xe nào thì comment cho em. Để em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn. Hoặc là có thể là trong cái thời điểm gần Tết này không có kiếm được xe cho anh chị và các bạn. Nhưng mà anh chị và các bạn để lại số điện thoại qua Tết thì em sẽ có được một cái mẫu xe nào đó đúng ưng ý theo nhu cầu của anh chị các bạn thì em sẽ gửi hình ảnh cho anh chị các bạn tham khảo luôn. Đấy, Audi anh chị nhá. Đấy, có xe Audi, có xe Acura này. Đây là con Audi A6 form sedan và được đánh giá là một cái dòng xe với tầm 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu của nó cực kỳ hợp lý. Giá tiền thì lại quá là yêu thương cho anh chị các bạn. Con xe này thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 385 triệu thôi. Đấy, 385 triệu, sản xuất năm 2009, Audi A6. Dòng này thì có cả cửa sổ trời, máy xăng 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ok cho anh chị và các bạn luôn. Anh chị nhìn đây, đấy, Audi. Trong cái thời điểm này mà anh chị các bạn nào cần gấp những cái dòng xe đi Tết mà với cái tầm loanh quanh cửa tiền dưới 400 thì lấy Audi chạy cực kỳ hợp lý luôn. Bạn Tùng ơi, con Audi, con Civic 2018-2019 thì đợt này không còn bạn ạ. Trong thời điểm cuối năm thì nó cũng không có nhiều xe để cho các bạn lựa chọn. Nếu mà bạn có thể đợi được thì ra qua Tết thì mình sẽ kiếm cho bạn một cái mẫu xe nào đó hợp lý cực kỳ luôn. Kể cả 2018 và 2019 bạn nhé. Đây, Audi quay cho anh em cũng như các bạn đây. Audi form dáng đẹp đúng không ạ? Thanh niên, máy 2.0, tiết kiệm nhiên liệu. Với dòng 2.0 xe sang thì đánh giá là tiết kiệm rồi. Bởi vì xe sang nhiều con nó còn 4-5 chấm là bình thường. Và con này thì nó chỉ có 2.0 thôi. Đấy, mà giá chỉ có 385 triệu cho mẫu xe này thôi. Đấy, giá trên thì còn bao gồm phí rút hồ sơ này, bao gồm vận chuyển cho anh chị và các bạn luôn. Đây anh chị nhé. Audi A6. Một cái dòng xe thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Đây. Đấy, mua mẫu xe này thì đi thì nó hợp lý bởi vì là nó là form sedan gọn gàng mà máy 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì vừa phải, chấp nhận được. Đấy. Con này thì bên em đang cho dọn này, con Mitsubishi Pajero 2009, con này là bản
máy xăng 3.0. Máy xăng 3.0 và con này là dòng xe nhập Nhật. À, anh chị cũng như các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe nào thì có thể comment xem bên em có không, thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như thông tin xe cho anh chị các bạn tham khảo luôn. À, hoặc là nếu mà có đợi được qua Tết thì em sẽ kiếm cho anh chị các bạn là mẫu xe nào ưng ý nhất. À, mẫu xe Audi A6 sản xuất năm 2009, số tự động, máy xăng 2.0. Xe này thì đang chào bán mức giá là 385 triệu. Đấy, 385 triệu cho mẫu xe này. Còn Acura thì dòng xe này thì nó là dòng xe tốn xăng rồi, máy xăng 3.7 bản MDX Sport ấy. Đấy, máy xăng 3.7 thì dòng này thì nó tốn xăng nhưng mà giá thì cũng hợp lý này. Con này thì trước đó bên em đang chào bán là 430 triệu và bây giờ hiện tại đang giảm giá cho anh chị các bạn chỉ còn có 400 triệu thôi. 400 triệu cho mẫu Acura. Dòng xe này thì ngày xưa nó là dòng xe tiền tỷ luôn. Bây giờ chỉ có tiền trăm thôi. Đấy, 2008, số tự động, máy xăng 3.7. Và dòng này thì nó là dòng xe 7 chỗ ngồi, cực kỳ hầm hố luôn anh chị nhé. Đây, máy xăng 3.7. Nói về không gian nội thất của dòng này thì cực kỳ hầm hố. Đấy, đây ạ. Đấy, sấy ghế bản Sport đàng hoàng, cửa sổ trời đầy đủ hết. Đấy, giá thì với tầm tiền là 400 triệu cái mẫu xe này ở cái thời điểm này thì em sẽ chào bán cho anh chị các bạn là 400 triệu. Nếu mà anh chị các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Acura MDX 2008 của bên em này, con này là bản Sport 2008, số tự động, 3.7, giá chỉ có 400 triệu thôi ở cái thời điểm này. Thì cái lúc cao điểm thì bên em bán là 430 triệu và trong cái thời điểm Tết này thì đã giảm giá cho anh chị các bạn, hiện tại chỉ còn có 400 triệu thôi. Nếu anh chị các bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp salon với em để xem, để test thử về cái mẫu xe này. Và với cái tầm tiền hơn 100 triệu cũng có. Đấy, có con xe Ford Mondeo 2008. Con này thì bản số tự động 2.0. Số tự động 2.0 dòng này thì nếu mà đi gia đình thì nó là hợp lý này. Bởi vì 2.0 thì mức tiêu nhiên liệu của nó vừa phải cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, giá thì con này 190 triệu, còn bớt, còn độc ná. Nếu anh chị các bạn nào khu vực Hải Dương thì có thể để nguyên biển Hải Dương để đi được, không nhất thiết là phải sang tên. Bởi vì con xe này trước là của Bộ Công an thanh lý ra đấy. Vì vậy là cái xe chất lượng của xe khá là ổn. Tất cả về tôn vỏ cũng như là thân vỏ không có đâm va gì, nội thất ghế da xịn. Đấy anh chị nhé, số tự động chỉ có 2.0 luôn, 2.0 cho cái mẫu xe này, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, anh chị thấy ạ, trong cái thời điểm cuối năm này mà anh chị các bạn nào mà cần cái mẫu xe nào thì bảo em Dương, vì nó gần Tết rồi nên là xe thì nó không còn nhiều nữa, nên là qua Tết thì sẽ có nhiều cái mẫu xe khác. Ví dụ anh chị bây giờ mà cần gấp mà tầm xe đời nước nước thì còn dễ, nhưng còn đâu đời xe cỏ cỏ bây giờ gần như là cuối năm là nó cũng vãn rồi. Cuối năm bây giờ vãn xe cỏ là vãn rồi. Đấy, anh chị nào mà tầm ví dụ tài chính khoảng tầm 300-400 ấy, quay đầu thì bên em thì nhiều, 500 quay đầu thì nhiều, nhưng mà khoảng tầm 700-800 này xe lướt thì bên em ít, đa phần là dòng xe tốn xăng, đa phần là dòng xe hốc xăng thôi. Bên em Dương Hải Dương là chơi toàn dòng xe tốn xăng, hốc xăng thôi. Và cuối năm này anh chị nào mà có cần có xe bán thì bảo em, kể cả bây giờ có xe bán là bên em vẫn mua trong Tết luôn. Nếu mà cần bán xe thì bảo em, thì trong Tết này em kể cả nhập thêm bên em vẫn nhập ấy. Đấy. Xin chào Mạnh Tường nhá. Bạn nào cũng như có xe cần bán thì alo cho mình. Mình cuối năm này thì hết xe rồi thì cũng cần mua thêm một số những dòng xe khác mà để cho cái thời điểm đầu năm có xe để bán. Mình vẫn mua giá tốt, nếu mà xe đẹp thì mình vẫn mua giá tốt cho anh chị cũng như các bạn luôn. Đấy. Và xe cũ thì anh chị cần những dòng xe sang mà có những dòng xe tốn xăng ấy thì có thể đến với chỗ em Dương Hải Dương, thì rất là nhiều những dòng xe tốn xăng phục vụ cho anh chị các bạn, đa phần là dòng xe sang tốn xăng nhiều. Xin chào bạn Dung nhá. Đấy. Anh em cuối năm này chắc là còn bận rộn đi sắm Tết, đi sắm đào sắm Tết nên là ít người xem video, cũng là như là anh em chắc là đang bận dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Em thì hiện tại rồi vẫn đang
trong quá trình ngồi bán ô tô đến tận chiều 30 Tết. Nếu mà anh em có nhu cầu em vẫn phục vụ đến tận chiều 30 Tết luôn. Bởi vì hiện tại như năm nay là thiếu cả tiền mua bánh chưng rồi nên là cứ phải cố đến tận cuối năm. Lâu rồi thỉnh thoảng anh em ở trên Facebook họ chào con xe nhưng mà chưa mua được con xe nào của anh em ở trên Facebook cả. Xin chào bạn Thắng Lợi nha. Và xem có nhu cầu hay là có người mua xe thì qua chỗ mình chơi. Dây vàng hôm nay là chắc là gần Tết này đói ăn dây vàng đem cắm ký rồi. Cái dây vàng này trị giá nó phải đến tầm gần 100.000 đấy. Thì cái thời điểm cuối năm thì nó cũng không nhiều xe. Bây giờ em có quay cũng như là báo giá cho anh chị cũng như là các bạn một số mới những cái mẫu xe còn lại tại salon của bên em. Thì anh chị cũng như là các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0919 662 536 nhé. Đấy, còn số những mẫu xe thì em đã quay cho anh chị các bạn rồi. Nếu mà cần thêm mẫu xe nào thì alo cho em thì em sẽ gửi thêm cho anh chị các bạn tham khảo nhé. Kết thúc buổi livestream ở đây và chào anh chị các bạn.